Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 6 tháng 9, chúng tôi đã phản ánh về thực trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ. Trước phản ánh trên, thì huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo cấp chính quyền cơ sở cũng như các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch để xử lý nghiêm vi phạm. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do một số hộ dân, mặc dù có nắm được việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là sai nhưng vẫn cố tình vi phạm. Đơn cử như trường hợp hộ gia đình ông Vũ Công Đam, thôn Lạc Dục, trước đây xây dựng lều lán trên đất nông nghiệp đã bị Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng lập biên bản xử lý và gia đình cũng đã chấp hành yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến giữa năm 2020, ông Đam lại tái vi phạm. Trước thì em cũng đã hạ xuống một chút, nằm cao hơn tí. Em không biết rằng là như thế là mình không được phép làm. Vâng, em cũng nắm được. Ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh về thực trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại khu vực chuyển đổi ở thôn Lạc Dục, Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng đã tổ chức cuộc họp và tiến hành rà soát các trường hợp vi phạm. Kết quả, có 12 trường hợp vi phạm xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Đặc biệt là cái số hộ mà vi phạm và xác định rõ việc mà vi phạm như thế là rất là lớn. Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch để giải tỏa rất nhiều các cái công trình vi phạm mới của năm 2021. Huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm kê các vi phạm để xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm vi phạm, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp vi phạm mới và tái vi phạm để có hướng xử lý kịp thời. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn cam kết không để phát sinh mới, từng bước xử lý vi phạm cũ, không để vi phạm kéo dài, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tới nhân dân, khuyến khích tự nguyện tháo dỡ. Đối với các trường hợp không chấp hành, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi cũng sẽ quyết liệt chỉ đạo xã Đức Thắng sẽ xây dựng kế hoạch để giải tỏa. Đối với lại kế hoạch 93A thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch theo chuyên đề của huyện. Thế và cũng đã có những cái phân công những tổ công tác, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phân công phụ trách các xã. Xác định việc thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh là việc làm thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng. Với sự vào cuộc tích cực cùng những giải pháp được xây dựng, tin tưởng rằng huyện Tiên Lữ sẽ ngăn chặn, xử lý triệt để vi phạm và làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn.